Gần một tháng nay, nhiều cửa hàng xăng dầu thuộc tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã thực hiện xuất hóa đơn điện tử ngay sau từng đợt hàng. Giải pháp này không chỉ đảm bảo tính minh bạch trong việc kê khai thuế, mà còn tạo thuận lợi cho người tiêu dùng trong việc tra cứu hóa đơn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Anh Nguyễn Đức Hải khá bất ngờ, bởi sau khi mua xăng chưa đến một phút sau đã nhận được hóa đơn xuất kho của cửa hàng. Điều này không chỉ tạo nên hình ảnh kinh doanh chuyên nghiệp minh bạch, giúp khách hàng biết rõ thông tin về giá, số lượng hàng mình mua. Thật ra nếu mà được trả hóa đơn trực tiếp này thì nó cũng thể hiện được rõ cái sự minh bạch giữa mua bán và người dân như chúng tôi thì nó cũng sẽ yên tâm hơn. Việc sử dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu đã khắc phục được những hạn chế của hóa đơn giấy, nâng cao hiệu quả quản lý của doanh nghiệp với nhiều ưu điểm như quản lý tốt chất lượng xăng dầu, ngăn chặn hiệu quả việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, tiết giảm chi phí in ấn hóa đơn, đảm bảo an toàn lưu trữ thông tin, khắc phục tình trạng mất hóa đơn trong quá trình vận chuyển, lưu trữ và giảm chi phí lao động. Bây giờ hiện tại xuất hóa đơn theo ngay lần bán hàng thì nó giúp cho người lao động chúng tôi và giúp cho cái việc bán hàng của tôi là nó minh bạch hóa trong cái quá trình bán hàng. Thứ hai là cái nhiều cái thuận tiện trong cái giao dịch bán hàng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, toàn bộ 31 cửa hàng thuộc tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex đang kinh doanh tại Lào Cai đã thực hiện xuất hóa đơn điện tử ngay sau từng đơn hàng. Khi triển khai, cơ quan quản lý giám sát cũng như khách hàng đều có thể đối chiếu quản lý các giao dịch mua xăng dầu nhanh chóng, thuận tiện. Qua đó góp phần minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, chống thất thu thuế cho nhà nước. Là được theo dõi trên tổng thể máy chủ từ công ty, tất cả xuống đến tận mã về bơm. Sau đó thì khách hàng mua hàng thì thanh toán và xuất hóa đơn và tự hệ thống gửi thẳng về tổng cục thuế, góp phần là minh bạch trong cái việc công tác kinh doanh, cũng như là khách hàng có thể truy soát là ngày giờ đó mua hàng ở tại cột bơm số bao nhiêu và bao nhiêu tiền để có thể truy soát được từng mã mà khách hàng đã mua hàng. Việc phát hành hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu là xu thế tất yếu, không chỉ tạo thuận lợi cho người tiêu dùng, tiết giảm chi phí kinh doanh, mà cơ quan quản lý nhà nước cũng thuận tiện trong việc tra cứu thông tin để kiểm soát, đảm bảo lợi ích kép cho cả người tiêu dùng, nhà nước và doanh nghiệp.